do đó mình phải lắp tất cả các hạn chế làm sai một chi tiết thôi là xe sẽ không hoạt động được. Cái khúc này là mình đã lắp xong cái phần khung của xe rồi nè, tiếp đến thì mình sẽ lắp dàn áo cho xe. Thật sự mình không chỉ là xe mô hình mà người ta có thể làm tỉ mỉ đến từng chi tiết như vậy luôn. Gắp mô hình này thì mình không sợ tốn thời gian mà sợ nhất là gắp sai, vì tháo ra nó còn khó hơn là gắp vô nữa. Và cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành được mô hình xe Lamborghini, phải công nhận là nó đẹp xuất sắc luôn. Sắp tới thì mình sẽ tìm và lắp mô hình xe có thể điều khiển được. Các bạn còn muốn gắp thêm xe nào nữa thì mình biết với nhà. Nhưng giá vậy bản thân trường hợp này nặng rồi nhiều lắm nữa. Điều duy nhất bản thân làm lúc này là di chuyển đến trạm y tế gần nhất cho họ xử lý. Nếu trường hợp nhẹ hơn, cây đinh có thể rút ra hoặc nó tự rơi ra, lúc này hãy rửa sạch vết thương bằng nước ấm pha xà phòng, xử lý những mảnh vụn còn sót lại, sát khuẩn miệng vết thương bằng dung dịch cồn 70 độ hoặc oxy đà, dùng gạc băng hở vết thương. Nếu bạn đã tiêm phòng uốn ván thì không sao, đợi lạnh. Nếu chưa hoặc không nhớ là mình đã tiêm ngừa hay chưa thì tiêm ngừa cho nó chắc. Bạn phải làm gì nếu tổng phải một cây đinh? Nếu bạn không thể rút đinh ra khỏi bàn chân, trường hợp này nặng rồi, đừng cố rút nữa. Điều duy nhất bạn cần làm lúc này là di chuyển đến trạm y tế gần nhất cho họ xử lý. Chanh nữa cái nó ngồi tới nắng.